Tiết 51 ở đây có chủ đề là biện ma cảnh. Thế nào là biện ma cảnh? Từ biện ở đây có nghĩa là gì? Là phân biệt, là giải thích để cho chúng ta biết rõ về cảnh giới của ma như thế nào. Trong quá trình chúng ta tu hành, cầu đạo và giải thoát, tín nguyện trì danh, cầu sinh tịnh độ. Có Phật tử đến nói với chúng tôi rằng: bạch thầy, chúng con tu theo pháp niệm Phật thì lo gì mắc vào cảnh giới của ma, vì đã có Đức Phật A Di Đà hộ niệm cho chúng con rồi. Quả thật, chúng ta niệm Phật thì sẽ có chư Phật hộ niệm. Niệm Bồ Tát thì có chư Bồ Tát là hộ niệm. Niệm Thánh Tăng thì sẽ có chư vị Thánh Tăng hộ niệm. Chúng ta niệm Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần thì sẽ được Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần hộ niệm. Nhưng xin thưa các quý vị, có phải lúc nào chúng ta tu chúng ta cũng niệm Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ được đâu? Nếu mà trong một ngày 24 giờ lúc nào chúng ta cũng niệm Phật được thì đương nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm. Một tháng 30 ngày, ngày nào chúng ta cũng niệm Phật được, đương nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm. Một năm 365 ngày, ngày nào chúng ta cũng niệm Phật được thì đương nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm. Đời này kiếp này chúng ta niệm Phật được trọn vẹn thì sẽ được chư Phật hộ niệm trọn vẹn. Nhưng thật tiếc cho hàng phàm phu chúng ta. Chúng ta từ khi sinh ra do vô minh che lấp, nghiệp sâu chướng nặng, phúc mỏng nghiệp dày, cho nên tâm tính của chúng ta lúc nào cũng chỉ thích rong ruổi như tâm con khỉ và ý con ngựa mà thôi. Ở trong chữ Hán gọi là tâm viên ý mã. Cho nên chúng ta đâu có phải lúc nào cũng niệm Phật, niệm Bồ Tát, niệm Thánh Tăng được đâu. Các Phật tử chúng ta nghĩ lại trong suốt 24 giờ qua thôi, tức là tính từ buổi sáng ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay thôi, chúng ta nghĩ nhanh lại xem, trong khoảng 24 giờ ấy chúng ta dành được bao nhiêu thời gian niệm Phật, bao nhiêu thời gian niệm tà, bao nhiêu thời gian không niệm cái gì. Đó. Các vị nghĩ xem, nhớ nhanh lại xem, 24 giờ thôi các quý vị. Đó, chắc chắn đại đa số chúng ta ngồi đây, chúng ta dành rất nhiều thời gian để niệm những cái thứ lăng xăng không đâu vào đâu. Niệm cơm áo gạo tiền, niệm công danh sự nghiệp, niệm tham sân si mạn nghi chấp ngã vân vân, đủ các thứ tạm niệm ở trên đời. Người niệm Phật luôn được chư Phật hộ niệm. Nhưng
chúng ta lại chưa đạt được cái cảnh giới lúc nào cũng niệm Phật được. Cho nên không phải lúc nào cũng được chư Phật hộ niệm. Chính vì vậy, ở đây chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư khởi lòng thương xót hậu học chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta biết thế nào là đường chính, thế nào là đường tà, thế nào là con đường của Phật, thế nào là con đường của ma. Cho nên tiết thứ 51 này, Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hiền Tâm, Ngài đã y vào Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận, từ những lời dạy vàng ngọc nơi kim khẩu của chư Phật và chư Hiền Thánh Tăng, cũng như sự truyền thừa trải qua các đời tổ sư, tổ đã tập hợp lại bằng những kinh nghiệm tu học của mình, Ngài đã soạn ra tiết 51 có chủ đề là biện ma cảnh này, để cho chúng ta y cứ vào để học, để tu, làm sao đó cho không bị nhầm đường lạc lối, không bị đi vào con đường ma cảnh đáng sợ vậy. Qua tiết 51 này, chúng ta thấy tổ dạy như thế này. Như trên đã nói, người niệm Phật có khi thấy các tướng xong lại là ma cảnh. Điều này chỉ cho trường hợp nhân quả không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tướng Phật, hốt nhiên thấy tướng mỹ nữ, tức là thấy tướng những người con gái đẹp đẽ đoan trang đó, kẻ tinh tiến niệm Phật mong thấy thắng cảnh Tây Phương, xong chợt thấy một vùng nhà cửa ô tạp, nam nữ cùng loài súc vật đi qua chạy lại lăng xăng. Người mong thấy hoa sen báu, nhưng bỗng thấy một cỗ xe nhỏ, do nhân quả không hợp nhau như thế, cho nên biết rằng đây chính là cảnh giới của ma. Qua những lời giảng giải của tổ, các Phật tử chúng ta thấy tổ dạy rằng người niệm Phật cũng có khi thấy các cảnh giới của ma hiện lên. Và ở đây tổ nói cụ thể là gì? Đó chính là gì? Là do nhân không tương ứng với quả vậy. Tức là nhân quả không hợp nhau đó các quý vị. Ví dụ như chúng ta thì gieo xuống thửa ruộng của mình là hạt lúa, là giống lúa. Nhưng mà mấy ngày sau chúng ta thấy nó mọc lên không phải là cây lúa, mà là toàn là cây gì? Cây cỏ xấu hổ, cây cỏ cụ, vân vân chẳng hạn. Vậy thì chúng ta biết rằng gì? Đó chính là gì? Nhân và quả không hợp nhau. Rõ ràng thừa ruộng của chúng ta, mảnh đất rất là gì? Là phì nhiêu, tươi tốt, đầy đủ các nhân duyên, nước nôi, vân vân.
hạt giống chúng ta cũng rất là gì? Là tốt. Hạt giống niệm Phật là tốt còn gì nữa các quý vị, đúng không? Hạt giống quán Phật là tốt còn gì nữa? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới, niệm... Những niệm đó là niệm tốt còn gì? Tức là hạt giống tốt. Ấy mà tại sao lại ra gì? Kết quả xấu. Cái này thầy cũng phải giảng thêm một chút để các Phật tử chúng ta nắm bắt. Nhân của chúng ta đời này gieo xuống thừa ruộng tâm là tốt. Nhưng xét về nhân quả ba đời, chúng ta phải biết rằng từ nhiều đời, nhiều kiếp về trước, chúng ta cũng đã là người tu hành. Nhưng vì hám danh, hám lợi, hám tiếng khen, vân vân, cho nên sự tu hành của chúng ta nhầm đường lạc lối, chỉ mong cầu sớm đắc thần thông để đi khoe mẽ với mọi người, thậm chí là để đi cứu độ mọi người, vân vân. Mà ở ngoài đời chúng ta hay nghe thấy một số các thầy cúng, thầy bái, họ nói gì? Nói có thần thông để đi cứu nhân độ thế. Đi cứu nhân độ thế. Đấy. Cái này chúng ta, ở ngoài đời chúng ta hay nghe thấy nhiều. Đấy, chúng ta tu hành theo Phật Pháp là phải mong được minh tâm kiến tính. Kiến tính để khởi tu. Tu hành để cho sạch ba nghiệp thân khẩu ý. Trí tuệ vô lậu khai phát. Nhận chân được bản tính của mình. Xưa nay vốn thanh tịnh. Không sinh không diệt. Tại thánh không tăng. Tại phàm chẳng giảm. Tất cả chúng sinh ở trên thế gian này hay khắp mười phương thế giới cũng đồng như ta, không khác. Ta thành Phật rồi thì tiếp tục hạnh nguyện của chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, để chuyển bánh xe Pháp, giáo hóa độ sinh, khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh đều được thành Phật. Đó chính là gì? Là bản nguyện, bản hạnh và bản hoài của mười phương ba đời chư Phật vậy. Đấy, đáng lẽ chúng ta phải tu như thế, hành như thế, đó mới là đệ tử chân chính của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, đó mới là đệ tử chân chính của Đức Tử Phụ A Di Đà với mười phương chư Phật. Nhưng bằng một niệm nào đó, một duyên nào đó, chúng ta bất chợt khởi lên lòng tham, mong cầu thần thông để giáo hóa độ sinh, mong cầu thần thông để trả thù nhà nợ nước, mong cầu thần thông để được cái này, cái nọ, cái kia, vân vân. Chính vì một niệm tâm khởi lên khiến cho chúng ta tu tập theo nó, lấy pháp của Phật để hành tà đạo. Cho nên sau khi chết đi, chúng ta vẫn chưa được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mặc dù chúng ta có niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta chưa được chứng quả Niết Bàn, chưa được giải thoát sinh tử, mặc dù chúng ta đã từng tu theo Phật, lấy pháp Phật để tu, nhưng mà hành sai pháp đó các quý vị. Vì cái nhân ấy cho nên quả nó thì sẽ hiện khởi ở kiếp này của chúng ta. Vì vậy mà kiếp này chúng ta tu á, suốt ngày mong được thần thông, suốt ngày mong thấy cái nọ, cái này, cái nọ, cái kia. Thậm chí có người lên tu
cầu Phật làm sao đó để cho gì con nằm mơ thấy ngày mai giải độc đắc nó ra con số nào để con đi mua, con kiếm một cái giải độc đắc. Có không? Thế đảm bảo là có người, có người tụng kinh niệm Phật để cầu cái đó các quý vị. Đấy, cái đấy là hỏng rồi. Hơn chục năm trước, một hôm thầy đang đi rửa xe ở trong gần trong lục quân, có hai chú bộ đội đeo loan thượng tá và loan đại tá, tức là cũng cấp cao hẳn hoi đấy, đến cũng rửa xe, ngồi nói chuyện một chút. Thầy cái chú đeo loan đại tá nói với tôi rằng các thầy đi tu như thế này thì có khổ lắm không? Tôi bảo là dạ thưa bác, không khổ đâu ạ. Về nhà chùa lấy khổ làm vui, khổ trước mắt để vui cho sau này. Cũng như các bác ngày xưa đi vào quân đội thôi, cũng lấy khổ làm vui, vì dân vì nước. Cho nên các bác sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ để đi vào quân ngũ. Khi mới vào quân ngũ các bác là lính, mà lính thì phải huấn luyện rất vất vả đúng không bác? Bác bảo vâng đúng rồi thầy ạ, lúc làm lính thì rất vất vả. Nhưng thầy nhìn cái loan ở trên vai bác thầy, nhưng mà bây giờ bác trên loan là đại tá trên vai, bác là lãnh đạo rồi, bác không phải giống như ngày xưa nữa. Bây giờ thậm chí bác lên giảng có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học sinh nghe theo bác. Bác hô một câu răm rắp, từ cấp thượng tá trở xuống răm rắp nghe theo bác. Nếu không có cái khổ của ngày xưa mới vào đi làm lính, làm gì có cái sướng, cái quyền, cái uy như bây giờ đúng không bác? Tôi nói như thế xong vị ấy cười. Tôi bảo người tu cũng như thế, bước đầu xuất gia tu hành cũng phải chịu vô vàn những cay đắng cực khổ ở thế gian mới có thể được khai tâm kiến tính. Tu hành đầy đủ công đức mới có thể thành Phật, giác ngộ giải thoát, phổ độ chúng sinh. Nói chuyện là một chút, bác ấy hỏi thêm một chút về Phật Pháp. Mình tưởng là người ta hỏi về Phật Pháp thật. Cứ thế là nói chuyện thôi. Gần cuối chốt lại một câu, bác hỏi là thế nhà chùa có hay ngủ chiêm bao không? Tôi bảo là thưa bác, cũng thỉnh thoảng. Ví dụ như mà ngủ mà nó mệt mỏi chẳng hạn, cũng có thể chiêm bao. Nhưng phần lớn là chiêm bao thấy gì? Những cảnh ở giới tốt. Vì hàng ngày nhà chùa đã đoạn gì? Cái nghiệp sát sinh, trộm cắp, vân vân rồi. Cho nên thường tối có ngủ chiêm bao thì cũng chỉ thấy những cái cảnh giới chiêm bao tốt mà thôi. Hiếm khi thấy những cái cảnh giới chiêm bao xấu ác, đáng sợ bác ạ. Vị hỏi luôn một câu, tưởng nhà chùa hay chiêm bao mách cho gì? Anh em tôi chơi một con bạch thủ để đỡ phải vất vả. Các vị biết chiêm bao để chơi, bảo chơi một con bạch thủ là gì không? Tức là đánh đề đó các quý vị. Tôi nghe thấy mà thực sự là đau lòng. Các vị biết tôi đau lòng ở chỗ nào không? Cờ bạc. Các cụ ngày xưa nói rồi, cờ bạc là bác thằng bần,
cửa nhà bán tất, bước chân vào tù. Hay còn nói là gì? Đánh đề, ra đê mà ở. Vậy mà hai vị tôi gặp lại là gì? Cán bộ cấp cũng khá cao ở trong quân đội, không biết là họ đóng quân ở đâu, chỉ biết là đi rửa xe gặp ở đó thôi. Thực sự là đau lòng. Cho nên đấy, chúng ta thấy chỉ trong một niệm tâm không chuẩn, sai trái thôi, đi lầm đường lạc lối mà chúng ta không biết là chúng ta đang lầm. Ví dụ như ở trong quân đội họ cấm gì? Cấm tất cả những cái đó. Cờ bạc làm gì có ở trong quân đội? Quân đội nước nào cho phép? Chắc chắn không bao giờ có. Đề đóm á, lại càng không nữa. Vậy mà gì? Lại có những tệ nạn đấy. Đấy là ở ngoài xã hội. Còn là người tu chúng ta cũng thế thôi. Nếu chúng ta không cẩn thận, không khéo léo, không giữ gìn tâm niệm cho chính đáng, chúng ta khởi cái tâm mong cầu thần thông, mong cầu cái nọ cái kia, dễ mà các quý vị. Đức Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng, các Phật tử chúng ta khổ có cầu được không? Có được cầu không? Có. Ví dụ gia đình chúng ta có người đang mắc bệnh, chúng ta có thể kiến lập đàn tràng, cúng dường tam bảo, phóng sinh tu phúc, đối trước cái tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta hồi hướng cầu nguyện mười phương tam bảo gia trì cho, thương xót cho, giúp đỡ cho và tế độ cho. Cho người thân của gia đình chúng con sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng và bệnh chướng. Chúng ta vì sao mà phải hồi hướng gì? Từ nghiệp chướng. Vì nghiệp là cái gốc. Nghiệp chính là cái gốc, cái nhân từ vô thủy kiếp đến nay, do ba nghiệp nhuỗm nhơ, tạo tác vô số những mê lầm, vô số những việc ác. Cho nên chúng ta phải sám hối từ cái gốc, đó là nghiệp chướng. Báo chướng là sao? Báo chướng tức là cái quả báo á, nó hiện khởi đó các quý vị. Ví dụ như kiếp trước chúng ta sát sinh, hại vật nhiều, thì kiếp này chúng ta phải thường mạng, đó là gì? Ốm đau, bệnh tật, chết yểu, vân vân. Cho nên nay chúng ta nguyện đem công đức tụng kinh niệm Phật, cúng dường tam bảo, phóng sinh tu phúc, đoạn ác tu thiện, để hồi hướng nguyện nghiệp chướng của chúng ta dần được tiêu trừ, báo chướng của chúng ta sớm được giải kết, tức là giải đi tất cả những cái oán nghiệp mà từ vô thủy kiếp chúng ta gì đã gieo tạo được. Và đồng thời chúng ta thì cũng hồi hướng đi cho những phiền não ở trong tâm của người bệnh kia cũng sớm được tiêu trừ. Chúng ta biết nếu mà phiền não mà lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng khóc lóc, thì lấy thời gian đâu để mà niệm Phật, thời gian đâu để mà trì chú, thời gian đâu để mà tụng kinh, đúng không? Cho nên chúng ta phải hồi hướng
cho phiền ở não trước cũng sớm được tiêu trừ. Để cái tâm của người bệnh ấy được quang minh của mười phương chư Phật Bồ Tát từ trên không trung chiếu xuống, rót vào nơi đỉnh môn, tức là nơi đỉnh đầu đó các quý vị, như là dòng nước cam lộ rót vào trong miệng của chúng ta vậy, để khiến cho những bệnh nhân kia bất chợt nhận ra mình cũng vốn có đầy đủ tự tính, giác ngộ thanh tịnh như chư Phật Bồ Tát. Mình cũng có thể tu tập thành Bồ Tát thành Phật như chư Phật Bồ Tát. Mình cũng có thể đoạn ác ra tu thiện từ đây để được như chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát từ vô thủy kiếp cũng đau khổ như mình, cũng đã từng trải qua tam đồ lục đạo luân hồi sinh tử như mình, nhưng do các ngài giác ngộ được sớm, các ngài tinh tiến tu hành trao dồi ba nghiệp, hành bồ tát đạo tận độ chúng sinh, cho nên các ngài nay mới viên thành quả Phật. Các ngài được như thế, ta cũng có thể làm được như thế. Vì vậy mà từ nay trở đi, ta cũng phải tu như chư Phật Bồ Tát đã tu. Cho nên hậu học chúng ta mới phát nguyện gì? Chư Phật Bồ Tát trước đây tu như thế nào, con nguyện từ nay cũng tu như thế. Chư Phật Bồ Tát chỉ trai giữ giới như thế nào, con nguyện từ nay cũng chỉ trai giữ giới như thế. Chư Phật Bồ Tát khởi lòng từ bi, thương xót chúng sinh như thế nào, con nguyện từ nay cũng khởi lòng từ bi, thương xót chúng sinh như thế. Chư Phật không sát sinh hại vật, không đem lại nỗi khổ niềm đau cho chúng sinh, con nguyện từ nay cũng không sát sinh hại vật, không đem lại niềm đau nỗi khổ cho chúng sinh, vân vân. Đó, đó chính là gì? Chúng ta đem Phật Pháp để giác ngộ cho người bệnh, cầu nguyện tam bảo chứng minh gia hộ cho, thương xót tế độ cho, dùng vô lượng công đức, vô lượng thần lực, vô lượng quang minh chiếu tới để giúp đỡ cho, khai thị cho, khai ngộ cho, để cho bệnh nhân kia sớm được tiêu trừ nghiệp chướng của phiền não, để cho bệnh nhân kia được thanh thản, được bình an, được hoan hỷ, để cho bệnh nhân kia phát được cái tâm bồ đề chân chính, tin sâu nhân quả, hiểu được Phật Pháp, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Nếu là hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta thì không thể thiếu được, đó chính là nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Còn với các pháp môn khác thì tùy theo mà các quý thầy, các quý sư sẽ dạy các Phật tử của mình như thế nào. Còn đối với hành giả tịnh độ của chúng ta, chúng ta nguyện đem công đức trì chú tụng kinh, kiến lập đàn tràng, phóng sinh tu phúc, đoạn ác tu thiện ấy, hồi hướng cho phiền não chướng của họ sớm được tiêu trừ, để phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, một lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Chúng ta nhớ cho thầy cái điều đó. Thứ nhất là nguyện cầu cho họ gì? Nghiệp chướng tiêu trừ. Thứ hai là nguyện cầu cho họ là gì? Là báo chướng
tiêu trừ, hay là báo chướng được cởi bỏ. Thứ ba là gì? Là phiền não chướng cũng được tiêu trừ, để cho tâm của họ được thanh tịnh, được bình an. Và thứ tư, chúng ta mới hồi hướng cầu nguyện cho bệnh nhân ấy bệnh chướng tiêu trừ. Bệnh chướng là một phần cũng ở nơi gì? Nơi nghiệp chướng và báo chướng và phiền não chướng mà sinh ra. Còn một phần nữa là do gì? Là do cơ thể, cơ địa của chúng ta, hai bên đã kết hợp với nhau, nhân kết hợp với duyên, nhân duyên hòa quyện vào nhau, có tấm thân này. Đức Phật nói là gì? Có tấm thân này thì ắt phải có gì? Sinh già bệnh chết, không ai tránh được. Cách đây trên 2500 năm về trước, tại thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Bồ Tát hộ minh từ trên nội viện cung trời đâu xuất, quán thấy căn cơ và nhân duyên chúng sinh ở cõi Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta thuần thục chín mùi. Ngài đã thị hiện đản sinh vào vương thành Ca Tỳ La Vệ, lấy thân phụ là Tịnh Phạn Vương, thân mẫu là Ma Gia, để đầu thai và sinh ra ở trên cuộc đời này có tên là Thái Tử Tất Đạt Đa. 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm chuyển bánh xe pháp, năm 80 tuổi Ngài cũng phải thì hiện nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta rằng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó, trong kinh Kim Cương Đức Phật dạy như thế. Tất cả các pháp hữu vi như mộng. Mộng tức là như giấc mơ đó các quý vị. Giấc mơ có thật không? Không thật. Như huyễn. Huyễn tức là gì? Huyễn tức là huyễn hóa, là hình ảnh á. Nói nôm na cho các vị giống như hình ảnh ở trong phim các quý vị đang xem trước màn hình đó. Các vị có thể thấy thầy gì? Giơ tay, nghe thầy nói, nhìn thấy hình thầy cử động. Nhưng các vị lên các vị đập vỡ cái màn hình ra xem có bắt được thầy ở trong đó không? Chắc chắn không. Cho nên mới nói là như huyễn là như thế. Ta ở thế giới này đôi khi cũng mượn cái huyễn để gì? Để hiện cái chân. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn thầy đang ôn thất cho nên không ra với chúng ta được. Ở trong thất này giảng chúng ta ngoài vẫn nghe được, vẫn tu được. Đó gọi là mượn cái huyễn để hiện dần cái chân. Tuy là giả đấy nhưng biết vận dụng thì cũng đem lại lợi ích. Cho nên đôi khi huyễn cũng không phải là gì, là xấu ác hết đâu. Nếu chúng ta biết sử dụng thì nó sẽ thành cái tốt thôi. Đấy, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Bào ảnh tức là gì? Là như bọt, như nước đó. Như bóng ở trong gương đó các quý vị. Như bào là gì? Bọt nước. Bọt nước chúng ta thấy, chúng ta để ý trời mưa thì trên trời nó rơi đó. Ngày xưa nhà máy danh vân vân, nó rơi cả tõm xuống máy danh, bắt đầu nó nổi cái bọt lên. Mới nổi lên một chút thôi gì, nó liền vỡ gì? Vỡ tóp luôn. Đó. Tức là gì? Chỉ cho sự vô thường, nhanh chóng, tấn tốc trôi qua, không trường cửu,
không lâu bền vậy. Cho nên Đức Phật mới nói tất cả các pháp hữu vi, tức là gì? Các pháp có hình tướng đó các quý vị. Cái thân thể chúng ta có hình tướng không? Có. Cây cối, sơn hà đại địa, vân vân, đều có hình tướng. Mà cái gì có hình tướng, Đức Phật nói gì? Đều sự chi phối của sinh lão bệnh tử và thành trụ hoại không vậy. Sinh lão bệnh tử là chỉ cho chúng sinh á, hữu tình, tức là như con người chúng ta, con trâu, con bò, con chó, con lợn, vân vân, đều bị chi phối bởi sinh lão bệnh tử. Còn các gì? Hữu vi vô tình, như là cây cối, đất đá, nhẫn đến là gì? Sắt thép, nhà cửa, vân vân. Đó gọi là gì? Chịu sự chi phối bởi sự thành trụ hoại không, hay còn gọi là sinh trụ dị diệt cũng được, vân vân. Có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng nôm na như thế thì chúng ta thì khái quát để hiểu vậy. Đó, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt, như điện. Như lộ là gì? Là như hạt sương long lanh, mong manh, mềm mại và yếu ớt ở trên đầu ngọn cỏ đó các quý vị. Các quý vị thấy ngọn sương trên đầu ngọn cỏ chưa? Hạt sương trên đầu ngọn cỏ chưa? Cái này vào mùa đông chúng ta thường hay thấy. Mùa hè thì ít thấy hạt sương trên đầu ngọn cỏ. Vì sao? Vì nóng quá nó bốc hơi. Nước không ngưng tụ được ở trên đầu ngọn cỏ cho nên nóng nó bốc hơi. Nước sông còn cạn, nước hồ, nước biển còn cạn cơ mà. Nóng quá nước sông còn cạn, và nóng quá nữa thì nước biển còn cạn. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói, thế giới chúng ta bây giờ mới có một mặt trời. Vạn vật còn sinh sôi nảy nở, hai mặt trời mọc lên khi thế giới chuyển về kiếp họa. Có hai mặt trời mọc lên, các sông ngòi cạn hết. Khi ba mặt trời mọc lên, các sông ngòi lớn, các hồ lớn cạn hết. Khi bốn mặt trời mọc lên, bốn biển lớn chung quanh cõi Nam Thiểm Bộ của chúng ta cạn đi già nửa. Năm mặt trời mọc lên, biển lớn của chúng ta cạn đi 70-80%. Sáu mặt trời mọc lên, trái đất của chúng ta không còn một giọt nước. Và bảy mặt trời mọc lên, trái đất của chúng ta bốc cháy và gì? Không còn một sự sống nào tồn tại ở trên trái đất của Nam Thiểm Bộ Châu của chúng ta này nữa. Đấy là lúc kiếp gì? Đấy là lúc kiếp hoại. Anh chúng ta yên tâm, thời gian đã còn dài lắm, dài đến vô lượng vô biên kiếp so với năm tháng ngày giờ của chúng ta này. Cứ yên tâm mà sống nhé. Yên tâm mà tu, không phải lo đến giai đoạn đó. Đấy gọi là gì? Như lộ. Như lộ tức là như giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ chúng ta thường thấy vào mùa đông. Sáng ra chúng ta nhìn qua khe cửa sổ, hoặc là nhìn ra bãi cỏ ở trước nhà. Ánh mặt trời vừa mọc lên ở đằng đông, nhô lên khỏi dãy núi. Qua ánh sáng phản chiếu của mặt trời, chúng ta nhìn thấy những giọt sương long lanh, mềm mại, yêu kiều, đẹp đẽ làm sao. Nhưng chỉ một chút thôi các quý vị, 30 phút hoặc tiếng, 2 tiếng đồng hồ sau thôi, khi mặt trời lên cao một chút, hơi nóng phả xuống thế gian của chúng ta nhiều hơn,
hơi nước ở những đầu ngọn cỏ kia, tức hạt xương kia, liền là biến mất. Ý Đức Phật muốn nói cái gì đây? Chính là Ngài muốn nói với chúng ta về sự vô thường vậy. Mình con người ta ở trên đời không ai biết trước được đâu. Hôm nay còn khỏe, ngày mai có thể đã sinh bệnh rồi. Thậm chí có người hôm nay còn khỏe, ngày mai có thể đã đi nhà hỏa táng, đã đi ra nghĩa địa rồi, tức là chết đó các quý vị. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, cuộc đời sống là bao mà chúng ta cứ phải tham sân si mãi thế, cứ phải tranh giành đấu đá kèn cửa nhau mãi thế, hao tâm tổn khí, lao tâm khổ tứ để chạy theo nó mãi thế. Không biết dừng lại, dành thời gian để lo tu tập. Hướng tới đoạn trừ những khổ đau vô lượng kiếp về sau. Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy rằng: Này các tỷ khiêu, sinh ra được thân này là khó, gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được Phật Pháp mà gặp được bậc minh sư chỉ dạy cho tu hành chân chính, tu tập đúng đường, một đời giải thoát lại càng khó hơn nữa vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói về sự vô thường mà Đức Phật dạy ở trong Kinh Kim Cương qua bài kệ tôi mới gì? Tôi mới đọc cho các quý vị nghe. Đó. Mạng con người ta vô thường như thế đấy. Nhanh như giọt sương, nhanh như tia chớp đó. Như lộ diệt như điện mà. Ưng tác như thị quán. Tức là nên quan sát như thế. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta, thì thôi lúc khỏe thì chúng ta lo công việc ở gia đình, công việc xã hội, xây dựng quê hương, xây dựng đất nước, vân vân, thì cũng là lẽ thường tình của thế gian. Nhưng mà khi già, khi bệnh, khi đau yếu rồi thì cố mà buông đi để mà tu tập. Tôi xin thưa các vị, nếu lúc đó không buông thì cũng phải buông. Ở ngoài xã hội mà nếu mà ốm nặng, bệnh nan y mà, thì cho dù đang làm chức tước này nọ, ông nọ bà kia, nhưng mà thì họ cũng cho nghỉ gì, tạm thời nghỉ ở nhà để dưỡng sức, để chữa bệnh. Lúc đó có muốn làm chứ chả làm được, có đến cơ quan không làm được. Cho nên tội gì phải khổ. Vì vậy mà ở trong luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật dạy là gì? Người tu hành chúng ta lấy bệnh tật làm thuốc hay,
lấy đắng cay á để dùi mài ý chí. Phải như thế mới được. Đó, lấy bệnh tật, lấy bệnh khổ để làm thuốc hay. Khi chưa tu chúng ta thấy gì? Bệnh tật là gì? Đáng sợ. Nhưng khi tu rồi, đôi khi bệnh tật chính là thang thuốc hay đó các quý vị. Vì sao? Vì nếu chúng ta cứ mạnh khỏe, bình an, vô sự, công danh sự nghiệp, tiền tài của cải, cứ thế đều có hết, bảo chúng ta tu khó lắm, bảo chúng ta tụng kinh khó lắm, bảo chúng ta niệm Phật để cầu sinh Tây Phương khó lắm. Cho nên ở trong bài kệ về Tứ Châu, trong cái khóa lễ tạ đó các quý vị, khóa lễ tạ hàng ngày mà ngày xưa chúng tôi đi an cư cùng chư Tăng thường hay lễ tạ, có cái lễ tạ là Tam Châu Cảm Ứng Đạo Giao. Hay là ở trong Sám Nguyện Tịnh Độ cũng có cái câu Tam Châu Cảm Ứng Đạo Giao, Nan Tư Nghì. Đức Phật nói ở thế giới chúng ta này, dưới chân núi Tu Di có Tứ Châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Nhưng tại sao lại nói có Tam Châu Cảm Ứng Đạo Giao, Nan Tư Nghị, còn một châu nữa đâu? Sao không nói? Phật là gì? Từ bi vô lượng, tận độ chúng sinh. Tại sao độ cho có ba châu, còn một châu Phật không độ? Trong kinh Phật dạy là cõi Đông Thắng Thần Châu, họ rất rất sung sướng, tuổi thọ 600 năm bình quân, sướng hơn cõi chúng ta rất là nhiều. Cõi này ít khổ, nhiều vui, nhưng Phật Pháp vẫn lưu hành được. Phật đến đó để thuyết Pháp, các vị ở cõi đó thì vẫn tin và nghe theo và tu tập. Nhưng do họ sướng nhiều khổ ít, cho nên người thực tu, thực hành, thực chứng thì ít lắm. Ấy, nó sướng quá nó khó tu các quý vị. Đó, họ sướng quá nó khó tu. Có người tu nhưng mà bảo tu rốt ráo, tu giải thoát nhớ khổ để mà lo tu thì không, có ai họ sướng mà. Tuổi thọ cái bình quân 600 tuổi thì đến đó là mất. Cho nên bảo họ tu rốt ráo để cầu mong thoát ly sinh tử, sinh về Tây Phương Cực Lạc hay là chứng quả Niết Bàn, họ khó tu. Nhưng mà họ tu phúc tu thiện và họ cúng dường, đem điện đài lầu các, vàng bạc châu báu, y phục trang nghiêm, đồ ăn tốt đẹp, vân vân để cúng dường Đức Phật, cúng dường Tam Bảo thì họ làm ngay. Cái này chẳng khác gì những người giàu có thế gian chúng ta vậy. Bảo họ cúng dường Tam Bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân, họ hoan hỉ ngay. Cúng cả 5 tỷ, 10 tỷ, thậm chí 100 tỷ, thậm chí có người cúng hàng ngàn tỷ ngay, nếu như họ thì có tâm thành với Phật Pháp. Lại có gì? Có tiền nữa. Mình nói nôm na là đại gia đó. Việt Nam chúng ta cũng có gì? Những vị đại gia cúng hàng ngàn tỷ để xây gì? Xây dựng chùa cảnh, xây dựng tượng Phật để hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp. Nhưng bảo họ đi nghe Pháp, đi tu như chúng ta, không, không đi đâu. Vì sao? Vì một ngày của họ gì? Mà đi nghe Pháp, đi tu như chúng ta này á, họ bỏ bao nhiêu thời gian ra, họ mất bao nhiêu tiền, họ không đi. Nhưng bảo họ tu phúc tu thiện,
họ làm ngay. Cho nên đây là biểu pháp của cõi Đông Thắng Thần Châu á, ở cõi Nam Thiện Bộ Châu ở thế giới chúng ta này vậy. Đấy. Còn cõi Tây Nghi Hóa Châu tuổi thọ cũng rất là cao, tuổi thọ 500 tuổi, cuộc sống cũng giàu sang phú quý. Vì sao cõi này gọi là Tây Nghi Hóa Châu? Kinh Đức Phật nói là thế giới này do châu rất là nhiều, cho nên họ tính châu là tiền tệ. Thế giới chúng ta lấy gì? Lấy tiền bạc là tiền tệ để trao đổi hàng hóa mua bán với nhau, đúng không? Còn cõi Tây Nghi Hóa Châu thì dùng châu bò để làm gì? Làm tiền tệ trao đổi mua bán với nhau. Cho nên cõi đó gọi là gì? Gọi là Tây Nghi Hóa Châu. Cõi này cũng có Phật Pháp lưu hành, tuổi thọ 500 tuổi bình quân. Đức Phật đến đó thuyết pháp, họ cũng ghi nhận, cũng tiếp thu và cũng tu tập theo. Những số lượng tu tập thì ít hơn. Cái thứ nhất tuổi thọ cao, cái thứ hai cuộc sống của họ thì chúng ta biết, họ lấy châu để gì? Để thay cho hệ thống tiền tệ. Mà châu mà làm hệ thống tiền tệ, đương nhiên con châu đó thì họ dùng để gì? Để giết, để ăn thịt rồi. Thì có người hỏi, cõi đó giết châu để ăn thịt như vậy, tại sao tuổi thọ vẫn gì? Vẫn cao. Chúng ta đừng có nhìn vào một cái nhỏ nhỏ ấy mà chúng ta nghĩ nghi ngờ lời Phật dạy. Đó chính là nhân quả của chúng sinh ở cõi Tây Nghi Hóa Châu ấy. Tôi lấy một cái ví dụ như là người ở Tây Tạng, họ ở trên cao, cuộc sống tuyết phủ quanh năm, cho nên họ phải nuôi trâu, nuôi bò, nuôi thú để ăn thịt. Gần như nhà nào gì cũng ăn thịt. Và kể cả các sư chư tăng xuất gia ở Tây Tạng, họ cũng đại đa số là ăn thịt. Ăn thịt bởi gì? Bởi tam tịnh nhục. Tức là mắt không thấy, tai không nghe, con vật đó gì? Đó chết. Và không nghe dặn bảo họ giết trước. Tức là họ mang đến cúng cái gì thì ăn cái đó. Đó gọi là tam tịnh nhục. Vì người Tây Tạng phần lớn đại đa số họ ăn bằng gì? Họ ăn thịt. Cho nên họ đem đến cúng chư tăng, đem đến cúng chùa, họ cúng gì? Cúng thịt khô. Cúng thịt họ làm sẵn tam tịnh nhục đó. Vì vậy mà các sư gì cũng phải ăn như vậy. Để cái này cũng nói thêm để chúng ta biết. Nhưng chúng ta thấy người Tây Tạng họ vẫn gì? Vẫn thọ mà. Thậm chí còn thọ hơn chúng ta. Bình quân ở dưới các nước đồng bằng châu thổ này. Vì chúng ta ô nhiễm không khí quá nhiều cho nên chúng ta thì sinh bệnh và chết sớm hơn. Đấy là mặt bằng chung. Còn họ thì sống ở trên cái môi trường không khí nó trong lành hơn. Thọ mạng họ thì kéo dài hơn. Họ đỡ bon chen hơn, vân vân. Đấy, cũng nói nôm na là một cái ví dụ ở thế gian chúng ta để chúng ta dễ hiểu. Không có lẽ bảo tại sao cái cõi Bắc Lô Châu nó gì dùng châu bò để làm hệ thống tiền tệ, đương nhiên nó giết, nó sát sinh hại vật, tại sao tuổi thọ nó 500 năm? Thế xin thưa các vị, 500 năm sau họ hết kiếp đó họ đi đâu? Đấy mới là vấn đề quan trọng. Nếu họ làm ác, họ vẫn bị trả quả báo, chui vô trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường các quý vị. 500 năm nghĩ là dài, nhưng cũng chỉ là một kiếp người ở thế giới đó mà thôi. Còn thế giới chúng ta gọi là cõi Nam Thiện Bộ Châu á, trong kinh Đức Phật nói bình quân thời Đức Phật còn tại thế gọi là 80 năm. Tuổi thọ là bình quân 80 năm thôi. Thế giới chúng ta, cõi Nam Thiện Bộ của chúng ta là khổ nhất. Đức Phật nói cõi chúng ta là khổ nhất trong bốn châu. Vì chúng sinh khổ, cho nên Đức Phật muốn đi vào cõi khổ này để giáo hóa chúng sinh, thoát khổ để
chứng đắc cảnh giới Niết Bàn an vui tịch tịnh, bất sinh bất diệt. Cho nên chúng ta thấy ngay sau khi mới thành Phật, chúng ta thấy bài pháp đầu tiên Đức Phật tuyên thuyết ở tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Như. Bài pháp đầu tiên chúng ta biết ngài thuyết là gì? Là tứ diệu đế, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, đúng không? Bài pháp đầu tiên nói về gì? Tứ diệu đế. Thì đế đầu tiên đó là gì? Là khổ. Ngài nói về những nỗi khổ ở thế gian của chúng ta, nói về tam khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nói về bát khổ là gì? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí tịnh khổ. Từ ba khổ này, tám khổ này, nếu đem chia ra thì có đến gì? 8 vạn, 4 ngàn những khổ nhỏ khác. Nếu chia nhỏ nữa thì có đến gì? Vô lượng và vô biên những nỗi khổ. Mỗi người khổ một kiểu, chả ai giống ai cả. Người thì khổ về gì? Con là bất hiếu. Người thì khổ về gì? Chồng ngoại tình. Người thì khổ về gì? Vợ cắm sừng. Người thì khổ về bệnh tật ốm đau. Người thì khổ về nghèo cùng khổ sở. Người thì khổ về cô đơn lạnh lẽo. Các Phật tử chúng ta nghĩ xem, dành một phút cho chúng ta nghĩ xem chúng ta đang gặp cái khổ nào nhé. Đấy, dành phút chúng ta nghĩ xem, lắng động tâm tư xem con đang khổ về cái gì, vậy thầy con đang khổ cái gì, nghĩ xem nhé. Chúng ta thấy cái khổ của mỗi người nó khác nhau nhiều lắm. Nhờ có khổ mà chúng ta biết đến Phật pháp đó các quý vị. Xin thưa các quý vị, tôi cũng vậy thôi. Nếu mà ngày xưa năm 19-20 tuổi, tôi không bệnh khổ, không chết đi sống lại 5-6 tiếng đồng hồ, chết đi thế cảnh giới khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, thì làm sao tôi phát Bồ Đề Tâm để xuất ra được. Cho nên nhờ có khổ mà gì, phát được Bồ Đề Tâm. Chính vì vậy cái khổ nó theo tôi. Mỗi khi tôi bệnh tật là những lúc mà chúng tôi niệm Phật được nhiều nhất. Mỗi lúc ốm đau bệnh tật thì cũng chính là lúc gì, chúng tôi dành thời gian để niệm Phật, để cầu sinh tịnh độ được nhiều nhất. Còn lúc bình thường mạnh khỏe, các vị thấy đi làm Phật sự hết, chỗ này đến chỗ khác làm Phật sự miết, hết xây chùa này đến xây chùa nọ, hết công việc giáo hội đến công việc giảng dạy, công việc hoằng pháp, công việc độ sinh, vân vân. Tối về mệt nhoài, thời gian đâu mà lên tụng kinh được nữa. Có khi 9-10 giờ đêm mới gì, còn ở ngoài đường, lang thang ngoài đường. Bình thường ra thời gian đó là thời gian gì? Mình đang tính tọa niệm Phật hoặc là đang tụng kinh rồi. Nhưng có hôm mà khách khứa 11-12 giờ họ vẫn chưa về cho. Đấy các vị xem. Đấy. Cái lúc mạnh khỏe thì sống vì mọi người, sống vì chúng sinh, không có dành thời gian để lo cho bản thân mình được. Cái lúc ốm đau bệnh tật, lúc đó mới là cái lúc dành cho mình đấy các quý vị. Cho nên qua đây mong các quý vị là cũng đừng có sợ ốm, đừng có sợ bệnh.
Mỗi lúc ốm đau bệnh tật đó chính là lúc chúng ta gì? Chúng ta nhớ khổ thế gian mà phát đó, tâm Bồ Đề, tin sâu nguyện thiết chỉ danh hiệu Phật để cầu sinh như tịnh độ. Đó. Chúng ta thấy tứ châu thiên hạ chỉ có ba châu có Phật pháp lưu hành, mà trong cái châu khổ nhất là châu Nam Thiền Bộ của chúng ta là gì? Là Đức Phật thì hiện ra, xuất gia tu hành thành Phật, giáo hóa độ sinh và nhập Niết Bàn ở châu Nam Thiền Bộ, tức là trái đất chúng ta này. Còn châu thứ tư, tức là châu Bắc Câu Lư, còn gọi là Bắc Câu Lư Châu, tuổi thọ cõi này là 1.000 năm. Họ sung sướng, chẳng khác gì cõi trời đao lợi. Trong kinh sách nói rằng đây là cõi trời đao lợi thu nhỏ. Vì họ thì hóa sinh, tuổi thọ đủ 1.000 năm, tức là tuổi thọ bằng cõi trời đao lợi. Một ngày một đêm bằng 100 năm thế gian chúng ta này. Cho nên là Đức Phật đến đó thuyết pháp mà không nghe. Nó bảo thôi ông đi đi, thế giới chúng tôi có đâu khổ mà ông nói về khổ. Chúng tôi thiếu gì phúc mà ông nói về bố thí cúng dường. Chúng tôi không thiếu gì nữa. Lâu đài điện các á, sinh ra tự nhiên á, hiện ra trước mắt. Vợ chồng lấy nhau yêu nhau thì nam nữ yêu nhau thì chỉ nhìn thấy nhau thôi. Trong Luận Đại Trí Độ ngày xưa tôi học thấy nói như thế. Nam nữ quái Bắc Câu Lư Châu nhìn thấy yêu nhau, thích nhau thôi, tự nhiên là gì? Là một cái, có một cái loại cây ở dưới bóng cây đó, một dưới cái bóng cây tuyệt đẹp đấy, là cái bóng cây nó chùm xuống, rủ xuống, và thế là gì? Là người nữ có thai. Có thai sau 7 ngày thì liền sinh con. Sinh con xong mà cái đem ra ngã ba ngã tư đường là đặt ở đó. Tất cả những người ở nước đó đi qua đi lại giơ tay ra gì cho nó bú ngón tay đó các quý vị. Đưa ngón tay vào cái miệng đứa trẻ cho nó bú cái, thế là gì? 7 ngày sau trở thành người lớn. Và cứ như thế tuổi thọ đến thì 1.000 năm. Cuộc sống của họ như thế. Gọi là nam nữ yêu nhau nhưng cũng không gì hành dục vọng như thế giới của chúng ta này. Rất là tế tĩnh, rất là tế nhị. Sinh ra thì không phải sinh ra bằng gì? Bằng thai sinh như chúng ta này mà là hóa sinh. Hóa sinh. Không đau đớn. Người mẹ sinh con không đau đớn. Không khổ sở như thế giới chúng ta. Đồ ăn thức uống thì tự nhiên tâm niệm khởi lên thì có. Các loại cây quý, thảo dược vân vân, đầy đủ hết cả. Cho nên họ thụ dụng không thiếu cái gì. Phật đến đó thuyết pháp. Họ bảo chúng tôi không cần Phật. Chúng tôi có khổ đâu mà chúng tôi nghe Phật. Tuổi thọ chúng tôi mặc định cứ đến 1.000 năm là gì? Là hết rồi. Cho nên là không tu. Đấy. Cho nên là chúng ta đừng cầu sướng quá nhé. Sướng quá cũng khó tu các quý vị. Vì vậy á, mà trong kinh Phật thì nói là sinh vào cõi Bắc Câu Lư Châu là gì? Là một trong 8 nạn là như thế. Vì sao nói là một trong 8 nạn? Vì không có Phật pháp lưu hành. Cho nên sinh vào thế giới đó là chỉ có hưởng thụ cái phúc báo đời trước mình gieo thôi. Hết 1.000 năm này là chết. Đấy, sinh vào cõi đó thì trong kinh Phật nói là gì? Gọi là cõi thần tiên. Có thể nói là gì? Dịch là cõi thần tiên. Tuổi thọ 1.000 năm mà gọi là cõi thần tiên. Cho nên chúng ta tu Phật mà gì mà mong cầu thần thông thì là sinh về đó đấy. Đem công đức chỉ chú tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật,
lạy Phật sám hối để mong cầu thần thông. Sinh về đó cũng rất nguy hiểm vì mắc vào một trong tám nạn. Còn nếu kém hơn là được thân người ở thế giới này, thân có thể là tăng ni, là Phật tử, nhưng mà là hành tà đạo, nay đi xem cái này, mai đi xem cái nọ, xem tướng, xem số, đoán hạn, kiết hung, vân vân. Thấy kiếp trước người này, người nọ, người kia, vân vân. Đấy là tu gì? Đi lạc vào đường tà đó các quý vị. Cho nên chương biện ma cảnh này, tổ nói gì? Rất là rõ, rất là minh bạch cho hàng hậu học chúng ta, để các Phật tử hiểu sâu sắc hơn. Cho nên thầy phải giải thích gì rộng đấy như thế, để chúng ta gì dễ nắm bắt vậy. Đấy, ở trong này tổ giảng đây gì, người niệm Phật chúng ta khi niệm Phật, khi tụng kinh, khi chỉ chú, khi quán tưởng mà không thấy gì cảnh giới Phật Bồ Tát hiện lên, mà thấy cảnh giới gì thần tiên, hay thấy cảnh giới gì ma quỷ, hay thấy cảnh giới nam nữ vân vân hiện lên, đó chính là gì, ma sự. Chúng ta nhớ nhé. Đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhân chúng ta là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy quả là gì, hiện lên là yêu tinh, quỷ mị, vân vân. Đây chúng ta biết là gì, chúng ta tu sai rồi đấy, cần phải chấn chỉnh lại ngay. Thân phải gì, điều chỉnh lại cho ngay thẳng. Tâm phải gì, buông sạch hết những cái gì hiện tại chúng ta đang thấy nghe hay biết đi. Chỉ có chú tâm vào câu Phật hiệu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc là lời kinh tiếng kệ, hoặc là quán niệm hơi thở khi ngồi thiền, vân vân đó, thì ma cảnh kia dần dần sẽ tiêu trừ. Các Phật tử chúng ta lưu ý nhé. Đó. Không có là đấy. Hoặc là khi chúng ta gì? Đang quán Phật, đang niệm Phật, đang quán tướng trang nghiêm tốt đẹp của Phật, mà thấy tướng nam thanh nữ tú hiện lên, tức là chúng ta gì? Nếu mà là nam, là Phật tử nam đó, đang quán tướng Phật, đang niệm Phật, đang quán tướng Phật mà thấy gì? Một cô mỹ nữ, thậm chí là tiên nữ đẹp đẽ yêu kiều hiện ra trước mặt, thì đây không phải là gì, là cảnh thật đâu nhé. Thậm chí họ đến họ nói là tôi là Bồ Tát ở phương này phương nọ, tôi thì hiện thân nữ như thế này để đến để gì, để an úy Phật tử vân vân này nọ đó, đừng có theo nhé, sai đấy. Hoặc Phật tử là nữ mà gì, thấy tướng nam, nam nhi đại trưởng phu tướng đẹp đẽ đi tới nói với chúng ta, tôi là Phật Bồ Tát ở phương này, hoặc là Thánh Tăng phương này, đi đến để an úy, để bảo hộ cho Phật tử vân vân đó, cũng chưa có tin. Đấy là ma đấy. Ma đấy. Mấy năm trước có Phật tử vào thưa với thầy rằng, bạch thầy, mỗi khi con lên tụng kinh Địa Tạng, con thường thấy rất nhiều những điểm lành tướng lạ. Thầy không nói gì. Phật tử hỏi tiếp là bạch thầy, như thế là thế nào? Thầy cũng chỉ cười mà không nói gì. Phật tử hỏi tiếp rằng, bạch thầy,
đấy có phải là chư Phật Bồ Tát đó, thật đến để an ủi, để tiếp độ con không á? Bạch thầy, thầy cũng yên lặng, cười mà không bảo gì. Được một tí thầy bảo là về nghe lại các bài giảng của thầy ở trong kinh Địa Tạng đi. Có bài giảng nào mà thầy khuyên chúng ta bám vào cái tướng đó để sinh tâm hoan hỷ hay không? Có những bài giảng nào mà thầy khuyên chúng ta nương vào cái cảnh giới thấy nghe hay biết đó để cho rằng công phu mình tối cao cực đỉnh sắp thành tựu hoặc đã thành tựu hay không? Không có. Thầy đâu đó thường nói rằng đó chỉ là căn lành khai phát. Do nhân tu nhiều đời, nhiều kiếp về trước chúng ta huân tập. Nay chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, lại được tu tập chính Pháp trở lại. Cho nên cái căn lành đó khai phát mà thôi. Tức là căn lành đó thì hiện ra cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta biết cảnh giới ấy chỉ là căn thành khai phát thôi, chứ chưa phải là chúng ta gì thực chứng thực ngộ, thực giải thoát để mà tinh tiến tu tập ngày một tốt hơn, thì ánh sáng đạo vàng sẽ hiện ra ngay trước mắt, ngay trong tâm chúng ta một ngày, một kiếp không xa vậy. Còn nếu chúng ta đắm chấp vào nó, cho đó là gì? Là sự thù thắng do mình tinh tiến tụng kinh niệm Phật chỉ chú mà được, do mình tu tập hơn những người khác mà có, thì nguy hiểm đấy. Ma tâm chuẩn bị giấy khởi, thiên ma quỷ thần chuẩn bị có cửa vào nhà chúng ta đấy. Trở lại câu chuyện của Phật tử thầy đang kể, sau khi bảo về nghe lại các bài giảng của thầy đi, và thầy khuyên rằng từ nay trở đi bất cứ nhìn thấy cảnh gì trong quá trình tu tập cũng đều buông xuống. Hãy coi như mình đi ngoài đường á, thấy người mặc áo xanh vàng đỏ trắng, mình chấp vào đó mãi làm gì? Hay đi xem phim, xem văn nghệ, thấy họ hát hò ở ngoài thì cũng buông đi về nhà ôm ấp mãi theo làm gì? Điều quan trọng là phải buông nó đi. Phật Bồ Tát đến cũng buông xuống. Yêu tinh quỷ mị đến cũng buông xuống. Tất cả đều dùng hai chữ buông xuống thì mới gì? Mới hợp với chính pháp, hợp với đường tu của nhà Phật chúng ta vậy. Nhưng Phật tử đó thì không nghe theo thầy. Một thời gian sau, đi vào nói với thầy: bạch thầy, mầu nhiệm lắm thầy ạ. Con dậy sáng tụng kinh, nghe thấy tiếng nói bên tai con rằng cái đứa con nhà hàng xóm nhà con hôm sáng hôm nay bị tai nạn nhưng mà không chết. Con tụng kinh xong
đến khoảng 9 giờ. Đúng thật, vụ tai nạn xảy ra ngay trước cửa nhà con. Đứa con gái ở nhà hàng xóm bị tai nạn, nhưng không chết. Xe ô tô đâm kéo lê đi mấy mét, nhưng không chết, chỉ xây xước ra thôi. Mấy hôm sau, vào lễ Phật lại nói với thầy rằng, sáng hôm trước con tụng kinh, nghe thấy tiếng nói bên tai con rằng, cái nhà ông hàng xóm á, cách nhà con á, mấy chục nhà, ngày hôm đấy á, hôm đấy sẽ chết. Con chiêm nghiệm, mấy hôm sau đúng ngày hôm đấy, ông ấy chết thật thầy ạ. Thầy nghe thấy, bình thường theo chúng ta nghe thấy chúng ta vui đúng không? Chúng ta nghĩ là tu mà biết được cái chuyện là người này, người nọ, người kia, biết được người ta chuẩn bị tai nạn ngày mà trong mấy giờ sau, biết người ta chết trong mấy ngày nữa, chúng ta vui đúng không? Nghĩ mình tu như thế là có thần thông đúng không? Có thiên nhãn, thiên nhĩ thông được người khác mách bảo cho biết đúng không? Nghe được người khác mách bảo cho biết đúng không? Không. Đấy gọi là tinh mịn. Đó gọi là tà ma, ngoại đạo yêu nghiệt để chi sư. Nó đang lừa phỉnh chúng ta. Nó đang dẫn dắt chúng ta đi vào con đường tà mị của họ. Chúng ta người tu Phật không biết, cứ đem công đức tụng kinh hàng ngày để hồi hướng cho họ. Họ thì nương vào chúng ta để thu hút công đức tu tập của chúng ta. Còn chúng ta thì nương vào họ để cầu mong biết được chuyện quá khứ hiện tại vị lai này nọ kia vân vân. Hai bên nương vào nhau để hành tà đạo, lợi dụng lẫn nhau, nói nôm na là như thế. Và kết quả một thời gian sau, Phật tử đó thì bỏ chùa không vào chùa nữa. Đó, Phật tử không bỏ chùa không vào chùa nữa. Và một thời gian sau tôi nghe các Phật tử trong đạo tràng nói thì Phật tử đấy bây giờ suốt ngày đi cúng đi bái, bảo là đi hoằng pháp độ sinh, bề trên cho ăn lộc, bề trên bảo đi làm những việc như thế gọi là cứu nhân độ thế, vân vân và vân vân. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta hết sức phải gì? Cẩn thận chỗ này nếu muốn đi gì? Đúng đường. Vì vậy mà ở đây tổ dạy thêm thì kẻ tinh tiến niệm Phật mong thế thắng cảnh Tây Phương, xong lại chợt thấy gì? Nhà cửa nam nữ ô hợp tạp nhạp, lại thấy gì? Các loại trâu bò chó lợn đi lại lăng xăng. Này không phải đâu nha các vị nha, này không phải là Phật Pháp chân chính đâu nha. Chúng ta đang quán Phật mà thấy cảnh giới này là gì? Là không phải, đây là ma nhá. Cũng đừng có nghĩ rằng mình gì có thần thông, có thiên nhãn thông, mình nhìn thấy gì? Thấy cảnh giới ở bên ngoài trong khi đó chúng ta vẫn ngồi trong thất, trong phòng để tu. Rồi gì? Tổ nói tiếp, người mong cầu thấy hoa sen, nhưng bỗng thấy gì? Một cỗ xe nhỏ. Tức là chúng ta đang tu tập niệm Phật để cầu thấy gì? Hoa sen hiện ra trước mắt. Nhưng là thấy một cỗ xe nhỏ hiện ra trước mắt, có thể mình leo lên đó, mình đi khắp Đông Tây Nam Bắc, thăm các nơi miền quê thôn dã, thăm các nơi đồng bằng Trung Du Phù Nhiêu đẹp đẽ vân vân. Đấy cũng không phải là Phật Pháp chân chính đâu các quý vị nhé. Đấy cũng là gì? Ma cảnh đấy. Tổ nói gì? Do nhân quả không hợp nhau như thế, cho nên chúng ta biết đó là gì? Là ma cảnh, tức là cảnh giới của ma.
Đấy, từ sáng đến giờ giải thích cảnh giới của ma cho chúng ta. Có hiểu được không? Nghe trực tuyến thì có hiểu được không? Không biết có hiểu không mà vỗ tay. Có hiểu được không mà vỗ tay hay là... Thì hỏi là có hiểu được không? À, hiểu được hả? Cũng dễ hiểu thôi đúng không? Đấy. Cho nên mong rằng qua cái chương 7 tiết 51 biện ma cảnh này của tổ, chúng ta không còn ai bị lầm đường lạc lối đi vào con đường tà trong quá trình tu tập nữa. Tu thì cứ tu. Thấy gì mặc kệ. Thấy Phật cũng gì cũng không vui. Thấy ma cũng chẳng sợ. Kệ. Coi như mình đi ngoài đường đi. Đi ngoài phố Hà Nội đi hay thành phố Hồ Chí Minh vân vân đi. Thấy người mặc áo xanh vàng đỏ trắng kệ họ, ta chỉ nhìn đường mà đi, đi làm sao cho an toàn. Đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì tiến. Đi đến đích làm công việc của chúng ta thôi. Đó. Đó, chúng ta tu hành cũng phải như thế. Cho nên trên đường thấy cái gì, trên đường tu thấy cái gì cũng dùng hai cái chữ gì, buông xuống. Buông từ trong tâm nhé, chứ không phải cái niệm hai cái chữ buông xuống mà được đâu nhé, phải buông ở trong tâm. Đó. Đấy.